bắt đầu. Xin kính chào các vị đại biểu và các bạn. Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với buổi hòa nhạc do Dũng Ngori và Thanh Ngori thực hiện. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn một tiết mục vô cùng đặc biệt. Đó là... What? Đó là cái gì thì hãy chờ xem nhé. Xin mời các bạn truy cập ngay fanpage Dũng Ngori để đón xem buổi hòa nhạc hôm nay của chúng ta. Tình hình là bây giờ em vẫn chưa vào được mạng nên không biết là đã có bao nhiêu bạn đang lên rồi. Các bạn nếu có lên thì hãy bấm xin chào hoặc là konnichiwa hoặc là bấm like, bấm tim để chúng tôi biết được sự hiện diện của tất cả các bạn. Em chưa vào rồi à? Chưa. Dungmori hai bề không có á. Rồi. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục sang buổi thứ ba của gì nhỉ? N5 đọc hiểu. À mà cô buồn đấy. Lên rồi à? Lên rồi mà. Anh nhìn thấy em chưa? Vâng. Có vào được không? Không thấy. Có ai vào chưa? Không biết. Có ai không nhỉ? Có, đây đây này. Có Khang Nguyễn này. Em chào cô, em chào thầy này. Hôm nay thầy Dũng bắt mình đi làm sớm quá trời nên bây giờ mình đang hơi phê phê. Thích video của bạn này nhé. Không thấy gì đâu. Nga là ba này cái sự bài của story khá chịu theo dõi trên kênh gì cả. Suốt ngày hỏi này. Cô Thanh đi ngủ đi, đây thấy rồi. Boy thật thà này. Cô giáo ngáp, ô, vừa nãy quay cả cảnh ngáp à? Chết. Em chào thầy Dũng, cô Thanh, ok. Chào Hải Yến, Heo Xí Muội này, Trần Quảng Nam. Hôm nay sẽ là ngày dành cho các bạn N5 nhá, được chưa? Rồi, Sensei konbanwa, Dương Anh sang, konbanwa. Rồi nha. Sao trên màn hình nó lại có một cái đường chéo nhỉ? Các bạn... cô ngáp chết mấy con ruồi. Nghe không? Ngoài ra được đúng không? Tại ủng hộ bên trước em không bật đấy. Ok, hôm nay hình ảnh rất đẹp. Bây giờ đã có 279 bạn. Tại sao vừa mới lên một phát đã có 279? Thế mà lại có mỗi 77 like là thế nào? Bấm tim và bấm like ngay, nhanh nhé. Như Trang chào cô thầy. Rồi Khánh Ngân, hôm nay em mới gia nhập học tiếng Nhật á, thật á? Đâu, Đồng Minh Tú hỏi Yoni à? Yoni là cái gì? À, mẫu câu Yoni này em được mấy? Thuộc N mấy? Bởi vì là cái Yoni thì mỗi một cái mức độ, ví dụ N4 một cái nghĩa khác, N5, à, N3 một nghĩa khác, N2 một nghĩa khác chẳng hạn. Đúng nhỉ? Nên là ví dụ những câu hỏi như thế thì em có thể inbox, sẽ có bạn trả lời cho nhá. Rồi, Trần Minh Quang, con chim bay qua, đâu chim đâu. Rồi, xóa hết này, Sensei konbanwa, Đức Anh này, rồi ôi, Cyber này, đọc không hết này. Ai. Đây, mọi người khỏe không? À, bên Nhật lạnh chứ nhỉ mọi người nhỉ? Bên Nhật lạnh nhá. Ở nhà thì lạnh rồi, đến mức mà mình có thể mặc áo dài đi ra ngoài đường. Rồi, Lê Thúy này, hôm nay mới lên xem hai Sensei đúng giờ, mọi hôm toàn phải xem lại. Chúc mừng em đã lên đúng giờ. Các bạn có nhìn rõ không? Rồi, quay ngang màn hình ra xem nào. Được, nhìn được. Hôm nay mình sẽ ngồi chéo chéo một tí gần gần màn hình để cho gần với các bạn. Và hôm nay mình sẽ đóng vai trò là học sinh để theo dõi bài giảng của thầy Dũng. Và mình chỉ đóng vai trò là MC cũng như là linh tinh lăng nhăng thôi. Rồi thế thì em phải quay ra hình thì được chưa? Quay. Em phải ngồi ra hình à? Đấy. Đây á? Đang ngồi này cũng được mà. Được rồi. Thọ Đoàn, hello Sensei này. Nagano tuyết phủ đầy núi rồi. Thầy Dũng có cái áo đỏ đẹp thế. Áo đỏ đẹp không? Áo này không biết ai tặng mình ngày hôm sinh nhật á. Còn một cái áo màu da cam nữa kìa. Cái gì mà... Thì được tặng thì anh nói được tặng sao? Con nào tặng? Viên. Ừ, vậy. Mọi người mua tặng nhau đấy. Được nhắc, được sensei nhắc tên mà vẫn cả khởi. N4 khi nào giảng vậy chị? N4 tôi khổ mấy người quá. Mấy cái lịch tôi up lên mấy chục lần. Lần nào livestream có người hỏi lịch N5 bao giờ mà N4 bao giờ, N3 bao giờ nữa chứ. Còn N3 bao giờ nữa chứ. Khổ thân tôi lắm. Mồm thì chỉ có một cái mồm thôi. Cô ghe làm gì được. Phú Dương à, cô ghê quá. Bản chất của mình là rất là ghê. Bạn nào mà sờ vào á là đấm nhau ấy. Được chưa? Cô ghê quá kìa. Nào thôi like với cả bấm tim nốt đi, xong để còn nhờ thầy Dũng bắt đầu dạy bài hôm nay nhá. Cũng mong ạ. Xin chào Phạm Kim Viện. Hồng Ngọc nhìn chị với Nhàn giống nhau quá thể. Hai chị em chả giống nhau. Rồi N1 đi á. N1 bây giờ còn phải nhờ thầy giáo, cô giáo dạy á. N1 là phải tự học, tự đỗ, thế mới thích chứ, đúng không? Rồi gần 600 người rồi. Nào chúng ta sẽ nhờ đến thầy Dũng giảng bài nhá. Đây, cái máy của em nó có được tí nó lại đơ đơ ấy. Rồi ngày hôm nay các bạn đã các bạn N5 nhá. Ok, hôm nay chương trình của chúng ta N5 nên là các bạn N4, N3, N2, N1 không thích thì có thể đi ra. Chào nhau thế được rồi. Ok. Hôm nay thì bọn mình luôn luôn có những cái gì đây, những cái đề bài tài liệu trước rồi nhỉ. Và phải đảm bảo khi mà xem livestream này là phải gì đây, làm bài trước rồi thì nó mới có hiệu quả nhá. Nên là bây giờ vâng, em xin được mời thầy Dũng. Anh em bảo này, anh đến chỉnh cho cái chữ trực tiếp cho nó đỡ che và không mọi người nói cái gì. Mọi người vote sao bên phải, mọi người không đọc comment nữa thì mọi người sẽ xem được không? Mọi người thích đọc comment khổ lắm. Chương trình kiểu gì để em ngửa lên cho thì ngửa lên thì em sẽ không thấy mặt này, em xấu tí cũng được rồi. Tất cả vì học sinh thân yêu. Mình, sắc đẹp của mình thì dù thế nào nó vẫn đẹp rồi. Nó vật em đâu. Đấy, được chưa? Không sao, em ngồi sang sao. Các bạn học là chính chứ ngắm cô giáo đâu mà phải lo. Hay, ok. Rồi, xin mời anh dạy đi. Bắt đầu chưa nhỉ? Bấm like nhiều vào, cho nó thích. Nhìn bấm like, bấm tim cho nó vui mọi người ạ. Thực ra thì mình lên livestream mình dạy là một phần, còn mình chỉ thích câu like với cả câu tim thôi. Vì nó sẽ rất là có hứng. Các bạn không có tiền giả tiền dạy học cho cô thì giả cô tim với like. Mọi người không có tiền dạy học giả cho mình thì mọi người cứ mỗi ông bà đi qua cho xin một cái like và cái tim là được rồi nhé. Ok, thôi thầy Dũng bắt đầu đi. Đấy. Nhìn rõ đúng không? Ừ, hôm nay bài học sẽ nhìn rất là rõ. Hôm nay chúng ta vẫn bước vào phần đọc hiểu. Đúng nhỉ? Đọc hiểu. Thì cái bài này thì chúng ta cũng có hai câu hỏi thôi. Câu 35 và câu 36 này. Đây là bài đọc của chúng ta. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Chúng ta xem cái câu hỏi đầu tiên trong bài học ngày hôm nay thì sẽ là câu hỏi như thế nào. Watashi desu ne. Nihon no achikochi. Achira kochira. Ở đây có từ achira kochira. Có nghĩa là đây đó nhá. Đi đây đó này. Tôi thì nhở, khi đi đây đó ở bên Nhật Bản thì tôi muốn làm điều gì? Đúng không? Tôi muốn làm điều gì? Muốn gì đây? Xem những cái ngôi nhà nổi tiếng ở thành phố đó. Bởi vì muốn ăn những cái đồ ăn ngon ở thành phố đó. Muốn nấu ăn những cái món ăn ở thành phố đó. Và muốn ăn những đồ ăn đắt tiền ở thành phố đó. Được chưa? Quay lại vào. Ok, bên này phải đọc đây. Chúng mình cùng đọc nhá. Em thay. Dạ. Em làm thế em đọc cho thầy nào. Vâng ạ. Đọc từ từ nhá. Em xin thay mặt 600 anh em đọc cho thầy. Watashi wa shigoto de Nihon no achira kochira ni ikimasu. Shigoto no ato de kirei na tokoro ya yuumei na tatemono o yoku mimasu. Itta machi no oishii tabemono o tabetai desu ga yuumei na tabemono wa takai desu. あまり高くない食べ物は何でしょうか。ラーメンはどうでしょう。あまり高くありません。そして日本にはラーメンのお店がたくさんあります。もちろん北海道のラーメンと九州のラーメンは違います。それで私は仕事でどこかに行った時はいつもその町のラーメンを食べます。Thường thì những bài dài như này người ta sẽ phân thành hai đoạn. Ở đây nó không có đoạn nhưng mà chúng ta ngăn cách ra. Đến đây là câu hỏi số 35, câu hỏi đầu tiên, và từ chỗ A về trên là câu hỏi bên dưới. Để cho nào? Câu hỏi đầu tiên là gì nhỉ? Tôi đi đây đó ở trong Nhật Bản và tôi muốn làm điều gì, thì chúng ta sẽ muốn làm điều gì? Muốn làm. Đây rồi. Có một chữ muốn làm rồi. Ta biết tai. Vậy thì đáp án là chúng ta đã số mấy? Các bạn đoán nào? Thăng Nguyễn là 2 này, Chu Văn Tuấn 2 này, Thùy Nguyễn 1 này, Thăng Nguyễn 2, Thảo 2 này. Rồi các bạn làm rất là nhanh. Phương Vi 2. Thầy Dũng gạch chân cho phát và điền ra được luôn đúng không? Công Nguyễn vừa tác Yến Heo và học đi này này. Dễ quá rồi, dịch lại thế nào? Phạm Thanh Chương 2 này. Tôi thì sẽ đi đây đó ở Nhật Bản. Tôi thường đi đây đi đó ở Nhật Bản. Vì công việc. Vì công việc. Vì công việc. Shigoto no ato de, sau khi làm xong thì thế nào? Tôi thường đi xem những cái ngôi nhà nổi tiếng và gì nhở, những cái nơi đẹp, đúng không? Tuy nhiên đây là tôi thường đi nhé, còn chưa phải là muốn này kia nhỉ. Cái câu hỏi là muốn làm gì đây này. Tiếp theo là itamachi no oishii tabemono o tabetai desu ga. Đây là tôi muốn làm đây này. Thế đấy là đáp án số 2. Tôi muốn ăn đồ ăn ngon ở những cái thành phố mà tôi đã đến, được chưa nhỉ? Đúng rồi, đâu? Đây, sonomachi no oishii tabemono o tabetai desu. Thì ra đáp án của chúng ta là đáp án số 2. Yeah, ngay câu đầu tiên đã đúng rồi. Chúc mừng tất cả các bạn đã làm đúng. Kheo Ngọi Long này, Huyền Anh này, Đức Hạnh Trần này, Lê Nam, tất cả mọi người đúng hết luôn á. Ok. Tiếp theo này. Câu hỏi của nó là gì nhỉ? Đây rồi. Hãy đọc cái nào. Watashi wa doushite ramen o tabemasu ka? Tại sao tôi lại ăn món ramen? Câu số 1 này. Ramen ga suki dakara desu. Một là vì ramen thích ramen. Câu số 2. Ramen no yoku shiretai kara desu. Vì muốn biết rõ hơn về ramen. Thứ ba, yasukute donomachi ni mo aru kara desu. Là gì nhỉ? Vì rẻ và ở con phố nào, thành phố nào cũng có. Và thứ tư là yume na omise ga oi kara desu. Vì có rất là nhiều những cửa hàng nổi tiếng. Hay, kotae wa nanban desho. Chưa phải làm lại đã. Các bạn ấy chọn đáp án 3 luôn. 3 luôn á. Ramen và do desho. Ramen thế nào? Amari takaka arimasen, không đắt lắm. Soshite nihon ni wa ramen no omise ga takusan arimasu. Ôi dồi, Nhật có rất là nhiều quán ăn. Mochiron Hokkaido no ramen to Kyushu no ramen và Chiaima. Đương nhiên cái ramen ở Kyushu và ramen ở Hokkaido thì nó khác. Sorede watashi wa shioto de douka ni ita toki wa itsumo sono machi no ramen no tabemasu. Do đó khi tôi đi đâu đó để làm việc thì lúc nào tôi cũng ăn ramen ở thành phố đó. Đáp án chúng ta xong rồi. Rồi đáp án mới. Đúng rồi, nó rẻ, không đắt lắm đúng không? Thì là nó rẻ. Donomise, donomachi ni mo aru kara, bởi vì nó ở thành phố nào nó cũng có. Tất cả các bạn để chọn đáp án 3 đấy. Chính xác. Bài này vừa nãy có người bảo là kêu khó mà lại điền đáp án đúng hết luôn rồi này. Rồi 3 hết rồi này. Đỗ rồi. Dê. Đỗ hết rồi. Chu Văn Tuấn N5 quá đơn giản. Dê ơi. Đấy. Đấy. Xong chưa nhỉ? Sao hôm nay nhìn mình xinh thế nhỉ? Đấy. Rồi chúng ta bước sang bài tiếp theo. Bài này hơi dừng như này. Đây sang tận bên này cơ. Bài này hơi dài đúng không? Thế bây giờ nhìn câu hỏi đầu tiên nhá. Watashi ga đâu nhỉ? Câu hỏi đầu tiên. Số 3 gọi đây. Hai. Watashi wa nani ga omoshiroi desu ka? Có cái điều gì thú vị nhỉ? Tôi thì có điều gì thú vị đúng không nào? Bản thân tôi đúng không? Thì các bạn nhìn câu số 1 này. Jibun ni wa kyoudai ga inai ga haha ni wa kyoudai ga iru koto. Tự dịch nhá, có cần mình dịch không? Dịch thì ra luôn đúng không? Haha to oba wa nite inai ga jibun to itoko wa niteiru koto. Ở đây có một động từ này. Nite là không biết. Nite là giống. Động từ nimasu này. Giống. Itoko là gì ấy? Itoko đây á. Anh em họ hàng. Là đứa em họ hay là đứa anh họ gì này. Rồi. Câu số 3 này, itoko wa oba ni wa nitenai ga jibun ni wa niteru koto. Này em họ, hiểu chưa? Hay là câu số 4 này, 自分は母には似ていないがおばには似ていること。Đấy, xem có điều gì thú vị. Rồi, bản thân tôi có điều gì thú vị nhá. Không. Anh cũng ngáp. Làm việc quá sức mọi người ạ. Mọi người nghe thấy giọng của mình nó bị khàn hết rồi không? Rồi, bây giờ mình sẽ đọc nhé mọi người nhé. Watashi wa kyoudai ga imasen. Được chưa nhỉ? Demo itoko ga imasu. Haha no imoto no kodomo desu. いとこと一緒にいると知れない人はよく兄弟ですねと言います。母とおばは顔が違いますが、私といとこは似ています。OK。Rồi, đặc biệt đây là câu 1. それは面白いです。あ、đây có chữ 面白い。あ、điều gì thú vị đây? 面白いでしょ、đúng không? はい。はい。面白い。Được chưa? Rồi. Xem là đáp án số mấy nào? Các bạn đều chọn rất là nhiều đáp án số 3, số 3 này. Đáp án luôn rồi à? Nhưng mà Thùy đáp án số 4 này, Nguyễn Thái đang phân vân giữa 2 với 3 này. Thấy các bạn điền 3, em chọn hết 3 đi em ơi. Rồi. Rồi, Đại Nghĩa 3, Oanh Tràng 3 này, Chip Xù 3, Trần Hòa 3, Hải Yến 4, Thăng Nguyễn 3. Đáp án 3 hả anh? Đáp án mấy? Đáp án là gì mà kiểu này này ạ? Đáp số 2. Ồ, ơ sai bé thích kìa. Chúc mừng. Đấy các bạn, Thiên Hương Bùi đúng là thế nào? Số 2 này gì? Các bạn chọn nhiều số 3 quá, tại sao số 3 lại bị sai nhiều thế nhỉ? Nên là bây giờ mình sẽ đáp án số 3 anh, số 3 anh ngoài. Ito wa oba ni nitenai ga. Cái câu này nó không có. Họ thì không giống với cả bác nhưng mà lại giống với tôi. Xem có cái câu này không nhá? Xem có câu này không nhá? Đâu nhá? Chúng ta phải nhìn đoạn 1 đoạn mình vừa đọc đúng không? Chị Tiên xem này. Tôi thì không có anh em nào cả, được chưa? Nhưng mà tôi có để em họ. Được chưa? Haha no imoto kodomo desu. Đó là đứa bé, con của em gái mẹ tôi. Con của em gái mẹ tôi, em họ đúng không nào? Em gái mẹ tôi. Em già quá. Khi mà tôi ở cùng với gì nhá, đứa bé ấy, đứa em họ đấy, là chị đấy anh, con nhà bác đấy chị chứ đúng không? Con là cô imoto đấy, haha nó imoto. À thế là con nhà cô, thế là em họ. Ok. Đấy, em nhìn khi mà tôi ở cùng với đứa em họ đó thì thế nào? Thì những người mà không biết thì họ thường nói là gì? Ôi đây là anh em gì? Đây là anh em phải không? Đúng không? Haha to oba wa kao ga chigaimasu. Tới đây. Đây là mẹ và cô ấy không giống nhau, khuôn mặt không giống nhau. Mẹ và cô thì không giống nhau. Nhưng mà watashi to itoko wa nitemasu. Nhưng mà tôi và em họ thì giống nhau. Ở đây người ta không nói cái gì nhỉ? Cái bà đấy với bà nữ Itoko này là không giống nhau. Cái này không có nội dung. Đúng rồi. Nên là cái câu 3 này này, câu 3 có vẻ như là đúng không? Itoko to oba ni wa nitenai. Nhưng mà người ta đâu còn nói là em với cả cô giống nhau hay không đâu, đúng không? Thế nên là các bạn bị sai, bị lừa. Nên là toàn hội tự suy diễn linh tinh đúng không? Đúng rồi, gọi là gì? Gì, cái mẹ và gì. Anh phải quên hết tiếng Việt rồi. Suy ra đáp án của chúng ta sẽ là đáp án số 2. Mẹ và gì không giống nhau. Nhưng mà tôi và em họ kia thì giống nhau. Thế mà cũng bị sai, lêu lêu. Được chưa? Rồi. Tiếp theo. Đây là gì đây? Nào em Thanh em đọc cho thầy. Tomodachi wa doushite watashi ni denwa o shimashita ka? Được nhỉ? Tại sao đứa bạn lại gọi điện cho tôi đúng không? Tại sao đứa bạn gọi điện cho tôi? Câu số 1 này. Atama ga ittai watashi ga eigakan ni itakara desu. Bởi vì đây là gì đây? Watashi đấy. Tôi này. Tôi bị đau đầu thế nhưng tôi lại. Tôi bị đau đầu thế nhưng mà tôi lại. Một người mà bị đau đầu như tôi lại có mặt ở Eigakan là rạp chiếu phim. Rồi. Câu số 2. Eiga no jikan wasureta node watashi ni kikitakatta kara desu. Là gì nhỉ? Vì tôi đã quên giờ vì quên giờ bộ phim, thế nên là đã hỏi tôi. Đúng nào? Và câu số 3 này, watashi kara no mail o yomanakatta kara desu, vì đã không đọc cái mail mà gửi từ tôi, được tôi gửi đến. Và câu số 4, ii byouin no watashi ni oshietakatta kara desu, vì muốn chỉ cho tôi cái bệnh viện là tốt, bệnh viện giỏi. Thế thì đáp án mấy nhỉ? Quay lại. Đây các bạn đọc. Đây. Đọc từ đoạn 2 đúng không? Đoạn này. Thôi được rồi, để thầy đọc nữa nhá. Rồi. Mọi người nghe này. Ototoi atama ga itakatta node tomodachi to eiga ni ikimasen deshita. Tomodachi e no mail ni gomenasai to kakimashita. Okay. Demo kino tomodachi kara eiga kan ni ikimasen deshita ga to iu denwa ga arimashita. Imasen destaka. Imasen destaka? Nghĩa là gì? Hôm này, qua. Hôm qua mày có ở dạp chiếu phim đúng không? Đấy. Đúng không? Có điện thoại như thế đúng không? Thế này này. Tomodachi wa sukoshi okotte-imashita. Động từ okorimasu là gì anh nhỉ? Okorimasu, okotte-imashita. Có nghĩa là cáu. Tức giận, cáu nhá. Cáu là đấy. Tabun, sore wa watashi no itoko desu. Và cuối cùng thì tôi với bạn đã cười đúng không? Tại sao lại cười và tại sao có câu chuyện gì ở đây nhỉ? Chúng ta sẽ hiểu tại sao lại gọi điện cho tôi. Đáp án 2, trái tim lạnh 3, Mai Bika 2, Huyền Anh 1, Trung GP 2, Trần Quý 2. Sai hết rồi. Ô sai hết rồi kìa. Chúc mừng. Nào mọi người đọc kỹ nào. Trời ơi, mấy cái bài dễ thế này khéo không khéo mấy cái bạn làm sai toàn bạn N4 cũng lên nhỉ. Đấy, lại vào ngay. Được chưa? Được. Đáng hay. Đáng hay chị đứt dây đàn. Ngày xưa bọn em có câu đang hay ngồi đứt dây đàn. À, đang hay thì đứt dây đàn, anh đang ngồi thì nàng đến chơi. Đang ngồi gì? Ngồi ấy. Nếu các bạn điền vào chỗ trống được đấy. Xin lỗi mọi người nhá, mình chả biết tại sao nó vì cái gì nhỉ? Mạng à? Rõ ràng là đã đặt nguyên cả một cục wifi mới toanh vào trong phòng này mà cuối cùng mạng nó vẫn bị linh tinh. Lên chưa? Lên chưa? Đức Anh ấy ấy. Bị gián đoạn một chút đúng không? Xin lỗi mọi người, rất là nhiều. Xin lỗi. Cuộc sống của chúng ta cũng phải phụ thuộc vào mấy anh Facebook với cả mấy anh mạng nhỉ? Mà nghe nói thông tin nếu mà sau này mấy hôm nữa ở Việt Nam mà không có Facebook với cả Google nữa thì không biết là chúng ta sẽ sống với nhau kiểu gì đấy. Có bạn chọn một. Đâu, đáp án mới. Quay trở lại đáp án vừa nãy nhá. Tại sao tôi lại tại sao bạn lại gọi điện cho tôi? Ok, tại sao bạn lại gọi điện cho tôi? À em tắt bỏ. Chuông. Được thế nào? Đây mình đã dịch đến đây rồi đúng không? Thế nhưng mà hôm qua lại có cuộc điện thoại của đứa bạn hỏi là ơ mày có đến gì nhở? Mày có ở dạp chiếu phim không đây? Tức là rõ ràng mình bị đau đầu kia, tự nhiên đến dạp chiếu phim làm gì? Đứa bạn của tôi đã hơi cáu một chút. Nhưng mà có lẽ số lê quá watashi no imoto desu. Nhưng mà người số lê đây này, số lê đó là đứa em họ của tôi. Đấy. Nhưng mà có lẽ đó là người em họ của tôi. Đó là tức là việc ở cái đứa mà nó xuất hiện ở tập chiếu phim á, mà thằng bạn nó nhầm á, đúng không? Đó là em họ của tôi. Tôi và bạn tôi hai đứa cùng ngồi cười. Ơ, thế là em họ của mày à? Giống nhau thế, đúng nào? Thế xong rồi, đáp án số vẫn đáp án 3 nữa nào. Mọi người có chờ đáp án 3. Số 1 thế này. Khổ thân tôi quá, nhưng vẫn đáp án 3 sao? Đây. Watashi kara no mail o yomanakatta kara. Trong thư nó có nói thế đâu. Đúng là thế là 1, chính xác. Hu hu kìa, Thanh Hoa hu hu kìa, hu hu cái gì? Một kìa Thanh Hoa. Lại bị lỗi. Lỗi đâu vẫn xem được mà Máy này là đúng không? Ừ. Ok, 217 người rồi. Rất nhanh. Không nhớ nhở? Đọc tiếp bài tiếp theo nhá. Vừa nãy bài này coi như mọi người đã bị sai. Vừa nãy 650 cơ. Ừ. Bài này nó cũng hơi củ chuối một tí. Ừ. Được, không sao. Được chưa? Đúng chưa? Mọi người ở đây hiểu chưa nhỉ? Tức là gì đây? Bạn hẹn với mình là hai đứa đi dạp chiếu phim. Tóm gọn lại nhá. Thế nhưng mà vì mình bị ốm, mình bảo mình không đi được, thì nó đang ở rạp chiếu phim, thế là nó nhìn thấy đứa em họ, mà đứa em họ lại giống với mình. Thế là nó tức quá, nó bảo có khi con này nó lừa mình. Thế là nó gọi điện về tại sao mày có ở đấy, thì là hóa ra là vì gì đây, nó tưởng là một đứa bị đau như mình mà lại ở rạp chiếu phim, thế nên nó tức, nó gọi điện. Đấy, đấy là bài của chúng ta nhá. Thế chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ bước sang bài số 3 nhá. Này. Bạn công ty của đen đỏ, đen thôi đỏ quên đi. Đen thôi đỏ quên đi là gì? Tức là bạn ấy hôm nay bạn ấy đánh cái đen á, đánh không trúng á. Nếu mà đã đỏ thì đánh có phát là trúng vào đây á. À thế à? Đi thi mà còn chơi trò đỏ đen á, không nên. Ừ. Cuộc sống của chúng ta không nên phó mặc cho trò đỏ đen. Rồi anh sang tiếp đi. Bài tiếp theo nhá. Ừ. Nóng quá. Tiếp theo dài phết này. 2, 4, 6, 8 dòng. Rồi, bạn nào N5 mà đọc được bài này thì bái phục luôn đấy. Rồi. Câu hỏi của chúng ta, konokai, kai tức là cái hội, đúng chưa? Ừ. Konokai ni donna hito ga kitemasu ka? Ừ. Ừ. Những người như thế nào thì đến với cái hội này? Một, eigo no sensei ni naritai hito, những người mà muốn trở thành giáo viên tiếng Anh. Ni ba, eigo ga motto mo jouzu ni naritai hito, những người mà muốn tiếng Anh mình giỏi hơn nữa. Đúng rồi. Samba ego và so rồi điều này tổ, người mà tiếng Anh không được giỏi. Ừ. Số 4 là gakko de wa benkyou shitaku nai tổ, người không muốn học ở trường. Rồi. Các bạn nhớ nhá, đâu là người mà muốn gì nhỉ? Vào cái hội này thì chúng ta cùng nhìn nhá. Watashi wa suiyoubi ni eigo de hanasu kai ni iteimasu. Kono kai ni wa nihonjin to 外国人が10人ぐらいいますが、先生はいません。会の皆さんは英語が上手ですが、もっと上手になりたいと言います。うん、だからみんなでいろいろなことを英語を使って話します。でね、これはどっちがいい？これだよ。うん。でね、これはどっちがいい？あいら、những người mà muốn tham gia vào hội này。Những người muốn tham gia vào hội này là người như thế nào nhỉ? Từ chỗ tối imas kìa. Konokai đấy, đâu nhỉ? Kai no minasan wa eigo ga jouzu desu ga motto jouzu ni naritai to imasu. Đấy. Đây là đúng không? Ừ. Motto jouzu ni naritai to imasu. Ừ. Mọi người thấy em cũng giỏi đấy, nhưng mà nói là gì? Em muốn giỏi hơn nữa cơ. Đúng rồi, muốn giỏi hơn nữa. Thế thì đáp án sẽ là? Ừ, rất là. Bởi vậy nên là mọi người sử dụng tiếng Anh và nói chuyện. Chúng ta đang số 2. Rồi, tất cả đã đáp án thành số 2 luôn kìa. Cả thanh niên đang học N2, N3 cũng chọn số 2 hết kìa. Úi giời, Phương Nhàn. Nhàn đang bài N4 ra siêu đấy. N5. Rồi. Đấy, như vậy đáp án của chúng ta số 2 nhé. Mọi người nhìn thấy không? Bài đọc thường là chúng ta chỉ cần soi đúng vào cái điểm. Ví dụ bài này chỉ cần soi đúng vào chỗ thầy giáo vạch chân là tìm ra được đáp án. Nó không cần phải đọc cả bài, đúng nào? Đấy, rồi. Tiếp theo. Câu hỏi số 2. Watashi wa doushite eigo de hanasu kai ni ittemasu ka? Tại sao tôi vẫn theo cái lớp hội thoại tiếng Anh này? Tại sao tôi vẫn muốn tôi vẫn đi đến cái lớp hội thoại tiếng Anh này? Một là kai no mina ga shinsetsu de tanoshii kara desu. Số 2 này, kai ni wa okane o harawanai kara desu. 3 番、会のみんなが英語を教えるからです。4番、会では一番英語が下手からだからです。下手だからです。Lý do vì sao mà tôi vẫn phải đến cái lớp này nhỉ, đến cái hội này nhỉ? Hãy tiếp theo. 今までニュースや旅行の話、お金の話などをしました。絵本を読んだり、歌を歌ったりしましたことがあります。私は英語があまり上手ではありませんが、皆さんがとっても優しいので、優しいというのはいいですね、うん、優しいので学校で勉強するよりこの会で英語を話す方が楽しいです。Thời ngày chân rất là ít cái đoạn mà chúng ta cần phải lưu ý đúng không? Thế thì cái này nghĩa gì đây? Đáp án nghĩa gì đây nhỉ? Đáp án 5 à? Thắng Arsenal đáp án 5. An đáp án 2 hả em? Minasan ga totemo yasashii node gakkou de benkyou suru yori kono kai de eigo o hanasu hou ga tanoshii desu. Câu cuối của chúng ta đúng không? Tanoshii tanoshii. Ok. Yori yori gakkou o benkyou suru yori tanoshii. Mà minasan ga totemo yasashii desu ne. Thế thì đáp án mấy đây? Giời ơi, nào. Sao lại vừa nãy còn nhiều mà chạy đi đâu hết cả rồi. Nào. Chứng tỏ đây là những N5 chân chính này. Đấy. Rồi, đáp án 3, Hương Lê, Thăng Nguyễn, đáp án 3 này. Đó, ở đây 111 nhiều hả? Hiệp 4 này. Ơ, thế do máy của em bị chậm. 1 tiểu hết, Linh vẫn 1 hết đây này. Rồi, anh quá chậm, máy của anh bắt chậm quá. Em toàn đáp án 3, 4 thôi. Lên bên trên rồi, Hương Lê 3 này. Đáp chúng ta đang số mấy? Trời ơi. Câu này đáp án số mấy đây? Tình gì đây? Đáp án số 1 còn gì nữa? Trời ơi là giời. Khổ thân thiện quá mới thôi. Thế vào đây có một từ gì? Yasashi. Yasashi. Yasashi là hiền, tốt bụng. Mà shinsetsu cũng là tốt bụng nhá. Yasashi nói chung là một cái hiền. Hiền thì tốt bụng với nhau đấy. Đúng nào? Mọi người dễ tính. Nên là tôi thấy là học ở đây còn vui hơn học ở trường. Mà trong cả bài này chả có câu nào liên quan đến 2, 3, 4 cả. Chả thấy một con này. Chả thấy nhắc đến tiền này, cũng chả thấy bảo mọi người dạy tiếng Nhật. Hay là chả thấy bảo tiếng Anh, chả thấy bảo là tôi là dốt nhất gì cả. Chả có nói gì thế mà toàn tự suy ra thôi. Thế mới khổ như vậy. Đấy. Tôi kém à? Còn mà tôi kém không? Sao anh cứ bấm chạy lên ta học tung này? Watashi wa eigo ga amari jouzu de wa arimasen ga. Tức là tôi không phải kém nhất hay này cái gì đấy. Nhất tiếng Anh tôi không giỏi đâu. Hết, ok, chuyển câu đi. Rồi, đấy. Thôi đúng rồi thì tự thưởng cho mình một cái vỗ tay nè. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ bước sang bài tiếp theo. Hôm nay làm mấy bài đây? Làm nốt bài này. Hôm nay chúng ta sẽ còn nốt bài này thôi nhá. Hay, bài này là một bài hơi khó một chút bởi vì nó sẽ có một vài từ mà mình nhận định là nó không nằm trong N. Dạ, cái bài này cũng khó. 5. Mình nhìn bức ảnh xem. Còn cái Hán ví dụ cái chữ này là cái gì? Wadibiki đó là cái gì? Nozoku đó là cái gì? Cái từ này là trong không nằm trong chương trình N5 đúng không? Nên coi đây một bài nâng cao nhé. Nâng cao N5. Wadibiki tức là phần trăm rồi chứ ạ. Ví dụ nó có số 3 đây, đây là 10%. Sang Wadibiki tức là 30%. Đấy chứ nhỉ? Đúng rồi. Đúng không? Sang Wadibiki. Sang Wadibiki sake tabako nozoku. Giảm 30%. 30% đúng không? Thế nào? Tên này là JP tất cả. Còn chữ nozoku kia là trừ. Ngoại trừ. Ngoại trừ, ngoại trừ sake và tabako. Sake là gì? Sake là rượu. Rượu. Rượu gì nữa? Và thuốc lá. Các bạn nhớ nhá. Sake thì nó là rượu nói chung, nó là rượu bia, nó tính cả bia ở trong đấy, đấy kia nhỉ? Sake là cả rượu bên kia. Còn nếu mà rượu ở Nhật thì người ta sẽ nói là Nihon shiu. Nihon shiu. Nihon shiu. Rượu Nhật. Nihon shiu. Đấy, Nihon shiu. Đấy đấy. Được chưa ạ? Wadibiki. Wadibiki sao lại là miễn phí? Sao biết sự mà miễn phí? Wadibiki chỉ là giảm giá nhá. Giảm giá, ok. Giảm giá. Indeska. Giảm giá 30% trừ thuốc lá và rượu. Kono ryori kikawa. Tức là từ ngày đến ngày này đúng không? Cái gì đây? Kakamite nomi. Chỉ ở cửa hàng này. Lại còn nomi này nữa. Nomi là vào cái dake. Dake là chỉ nhá. Thôi cái bài này thì qua tới đi qua luôn đi. Kono coupon ke no tsukatte. À vừa nãy là một cái gì nhỉ? Cái coupon là một cái gì nhỉ? Cái phiếu giảm giá nhá. Otsukatte 1000 yen no osake to 800 yen no juice o kaimasu. 全部でいくらですか? Ôi rồi ôi, bài này thì hơi bị đau đầu ấy vì phải tính toán. Cho thầy Dũng dạy. Thầy tính đi. Nào thầy Dũng dạy đi. Trừ Tabako và Osake kia đúng không? Ừ. Thì đây thằng này nó mua Osake thì nào? Ừ. Osake 1 cent, tức là Osake vẫn là 1 cent. Thì Osake đấy tất cả 700.000 nó giảm 30% là phải. Ừ. Thế đáp án số 2. Ừ, nhanh đi. Thế chứ nhờ? Rồi. Đấy, rút sự thì sẽ được giảm 30% đúng không? Ừ. Là mua 800 thì được còn là 560 yên. Rồi. Tổng sẽ là 1.560 yên. 1.560 yên đúng không? Đó. Chẳng qua là chúng ta có đọc được cái bài này không này? Không đọc được cái này thì bỏ tay. Được chưa? Ừ. Cái này cũng có thể lên N4 đấy. Còn N3 thì nó hơi quá khó. N5. N5 thì hơi quá khó. Hay. Rồi. Thế thôi nhỉ. Sao trong chương trình này mà lại Hoài Sơn lại gửi Lan Anh Lê là anh yêu em này gì đấy? À, Lan Lê là anh yêu em này. Xong chưa? Ừ. Rồi, hôm nay N5 thì bọn mình chỉ dạy 4 bài như này thôi. Bây giờ vẫn còn một chút thời gian so với dự kiến. Thế nên là các bạn mà có muốn có câu hỏi gì mà có thể muốn giao lưu ngay thì chúng ta hãy cùng comment vào đây. Rồi mình và thầy Dũng sẽ ngồi xem và giải đáp cho mọi người nhé. Trong chương trình N5. Còn những bạn nào mà N4, N3 các kiểu thì đợi đến ngày mai hoặc ngày hoặc là đúng cái ngày hôm đấy nhá. Hôm nay chúng ta chỉ làm 4 bài như vậy thôi. Rồi. Rồi, xin mời các bạn hãy cho comment những câu hỏi hoặc là gì đấy. Ừ. Không ai hỏi gì thì chúng ta cùng tắt đèn đi ngủ. Sensei hôn nhau đi kìa. Hôn nhau đi. Em hôn anh đi. Thôi đi, điên à. Mọi người yêu cầu thì mình đáp ứng yêu cầu của mình một tí có sao đâu. Bữa nãy tự nhiên nó bị ngắt mạng chán ấy. Ừ. Thế là xong rồi số lượng người xem đã giảm. Không ai muốn hỏi gì nữa à? Không ai muốn hỏi gì thôi nhá. Hay dạy thử mọi người một ngữ pháp gì đi. Không. Anh có ngữ pháp gì hay không? À, phân biệt lý đế có clip trên mạng gì không? Rồi mọi người rất là lười tìm ở trên Dungmori ấy. Bọn mình dạy bao nhiêu cái rồi nhưng mà chả ai bao giờ chịu tìm kiếm á. Boshiu to yato tức là thuê người, boshiu tức là tuyển dụng. Ừ. Ừ. Tuyển người yêu chẳng hạn. Kanozo boshiu shimasu. Hay. Nó tuyển người yêu đây. Ừ. Còn thuê người thuê à? Thuê người yêu à? À nó không phải. Yato là thuê nhân viên. Thuê nhân viên. Thuê nhân viên cũng là tuyển nhân viên đấy chưa? Nói chung là nó giống nhau đấy. Còn ví dụ như mà đang nói là đang tuyển người yêu là gì nhỉ? Koi bito no boshiu, đang tuyển người yêu nè. Ừ. Phân biệt lý thế rồi. Sensei chỉ giúp mình cách nhận tài liệu mới. Có bạn nào chỉ hộ bạn thì hộ cô ơi. Bạn vào web dungmori.com nhá, xong rồi tìm vào phần N5 sẽ thấy. Rồi cho em hôn nhau là cái sự cách học kanji đi Sensei ơi. Cách học kanji á. Cách học kanji của mình là viết nhiều và đọc nhiều. Mọi người thực ra mình thấy ngày xưa lúc mà mình mới học N5 nên mình cũng giống các bạn là hay đi tìm senpai xong rồi hỏi hiếc là thầy ơi cô ơi hay senpai ơi học kanji như nào, học đọc hiểu ra làm sao, học từ vựng như nào, học nghe làm sao, học các kiểu như nào. Cuối cùng thì bởi vì mình học thì cũng giống mọi người bây giờ kiểu cứ học bao nhiêu quên bấy nhiêu á. Nhưng mà đúng là gì nhỉ? Chỉ có trăm thôi mọi người ạ. Quên thì xong rồi lại ngồi mày mò kanji viết nhiều mà vẫn quên thì lại ngồi viết lại thôi. Ừ. Rồi từ vựng học nhiều mà vẫn quên thì lại ngồi học lại thôi. Thực ra trong những tập bài giảng trên dungmori.com á, kanji của thầy Tuyền hay là của mình hay là của cô Thanh này thì đều giảng kanji rất là cụ thể. Ừ. Tức là cách hình thành của chữ Hán nó như thế nào. Đúng rồi. Okay. Thì có cái cách mà để học cho nó gì nhỉ, thú vị hơn thôi, chứ còn cái quan trọng nhất vẫn là cái chăm chỉ. Ừ. Rồi. Nói giúp em mô i des to ikemasen to imas cái gì đấy. Ừ. Nói hộ em cái mô i des ikemasen và imas. Moides nếu mà trong N5 ấy thì sẽ là tabetemo ides đúng nhỉ? Swatemo ides. Ngồi đây cũng được, ngồi đây cũng được. Tức là cho phép làm gì, được phép làm gì. Đấy. タバコを吸ってもいいです。Thế còn gì nhỉ? Ikemasen là không được nhá, không được. Và chúng ta sẽ thấy nó trong cái mẫu câu nhỉ? Vetewa ikemasen, thêm chữ tewa trước thì sẽ là tuyệt đối không được làm cái gì đó. Tabetewa ikemasen, hay là gì đây? Suwatte wa ikemasen, không được ngồi, hay là kissushite wa ikemasen, không được hôn. Đấy. Tiếp theo thì còn một cái từ imasu. Imasu là imasu đây là động từ thể hiện sự tồn tại của một người hoặc là một con vật nào đấy. Đâu, imasu này là chữ không có hai chữ i rồi. Đấy. Thì imasu đấy, ví dụ như là hito ga imasu, có người, inu ga imasu, có con chó, khác với arimasu ở cái là arimasu chỉ nói có đồ vật thôi, được chưa? Đấy, mình sẽ tiếp nhá. Chữa đề N3 đi thầy cô, thứ 5 nhá. Rồi, thầy Dũng có dạy chim sẻ đi nắng không vậy? Hôm trước thầy Dũng vừa làm một cái clip dạy bạn chim sẻ đi nắng. Có nhiều bạn thì bảo clip này chả có gì đặc biệt cả. Nhưng mà thực sự với mọi người nhá, giới chơi game mà xem clip đấy của thầy Dũng thì phê luôn. Vì mọi người hiểu không, các bạn ấy là những bạn mà chưa học một tí nào á nhá, nên là các bạn sẽ rất là thích những cách học như thế. Thế nên là hãy chia sẻ thật nhiều cho các bạn mà đang học, mà đang chơi game mà chưa có định hướng gì cho cuộc sống. Rồi bảo các bạn ấy học tiếng Nhật chăm chỉ cho nhá. Đi thế nhá, đi thế nhá, ok. Mặc kệ họ nói sao đây. Hottoite. Hottoite. Chúng ta có từ hottoku, hottoku. Các bạn nói là bỏ kệ, bỏ qua đi. Hottoite, hottoite. Thôi bỏ qua, kệ nó đi nhá. Hottoite. Tiếp này, khi nào N3 livestream N3? N3 thứ 5. Khổ quá. Sensei cách dùng yoni này. Hay cách dùng yoni. Yoni có mấy cách dùng nhỉ? Yoni có nhiều cách dùng, nó có yoni đâu nhá. Ví dụ yoni trở thành này, yoni trích dẫn câu nói gián tiếp này, yoni cầu chúc này, yoni ôi rồi 1 tỷ cái yoni thì hàm yên ý có trong clip rồi mà. Rồi, cách dùng của thameni á. Thameni có 2 cách dùng, một mang ý nghĩa là để và 2 ý nghĩa là bởi vì. Để thì là để hướng tới một mục tiêu nào đó, ví dụ Nihon ni iku tameni ima nihongo o benkyou shite imasu. Tôi đang học tiếng Nhật để với mục tiêu là đi Nhật. Được chưa nhỉ? Hay là thêm một cái nữa nghĩa là bởi vì này. Okane ga nai kara mainichi isshoukenmei hataraite imasu. Vì không có tiền nên mỗi ngày tôi đang rất là chăm chỉ học làm việc. Đấy, có 2 nghĩa của tameni nhá. Một nghĩa là vì một mục tiêu ở đó và nghĩa thứ 2 là bởi vì, được chưa? Hà Thúy bảo là sensei giúp em phân biệt tố tara e3. Cái này là kiến thức của N5. À nhầm N3. Và mình đã có một bài phân biệt rất là hay, đầy đủ, hay, và cũng bài này cũng khá là hot, 99.000 lượt xem ở trên YouTube. Xin mời các bạn, mời Hà Thu có thể lên trên YouTube search cho mình nhá. Bởi vì cái bài này nó khá là chi tiết rồi nhá, nên là với nó dài nữa mình không thể nói ở đây qua được, phải có rất là nhiều ví dụ nữa nhá. Ôi dồi, mệt quá. Simai master là dạng lịch sự, còn simata là dạng thể thương, chả có gì. Tabete shimai mashita. Tabete shimatta. Vete shimai ma. Em ơi, không khỏi phân biệt đâu. Shimai mashita là thể lịch sự, còn bây giờ nói ngắn gọn hơn là shimatta nhá. Hay mọi người chia sẻ cách học bài đọc hiểu nào. Nguyễn Thái này, cách học của tôi là đọc câu hỏi rồi mới đọc bài, còn cách nào đọc hiệu quả nữa không? Xin mời. Phải cho bạn đến đây nói chuyện luôn. Cái này phải cho bạn nói chuyện đúng nha. Cô Thanh có bầu, thầy Dũng có hay đi ăn phở không? Có, ở ngoài cổng có quán phở hay đi ăn lắm. Còn ăn mỗi phở đấy thôi, còn ăn phở khác thì có mà. 24 trên 24 giờ mình ngay bên cạnh này. Hay, phân biệt cho em sensei cái gì? Sensei phân biệt cho em đâu, phân biệt cái gì? Nào, mang hết ở đây. Sensei ơi, phân biệt tameni và yoni. Yoni là đứng trước nó thường sẽ là động từ dạng khả năng để ám chỉ cái khả năng mình có thể làm được, cố gắng làm điều gì đó, được chưa? Còn tham mê lý là để làm được cái gì đó. Đấy nhá, nói lại một đấy, giống như thầy Dũng nói luôn rồi này, phân biệt về cái gì nhỉ, đơn giản nhất đó là đứng trước yồn lý bao giờ cũng là động từ thể khả năng. Nếu mà hai cái từ yồn lý, đúng rồi, cái từ yồn lý hay là cái gì nhỉ, hanaseru yoni, hay Nihongo hanaseru yoni ganbatte imasu, tôi đang cố gắng để có thể nói được tiếng Nhật, tức là để thay đổi từ một cái trạng thái không thể thành một trạng thái có thể. Còn vừa nãy nói từ để với từ tame là Nihon ikuyo ikutame ni Nihongo benkyou shitemasu, tôi đang học tiếng Nhật để đi Nhật, đặt ra một mục tiêu chứ không phải là thay đổi cái trạng thái, cái năng lực của bản thân. Ok, quá là dễ hiểu luôn đúng không? Rồi, ngữ pháp N5, N4, N3 rồi hết ở đây. Cô Thành giải chém cho thì nhanh lắm. Kara ni kakete với karamade. Kara ni kakete và karamade giống nhau. Kara ni kakete trong N2 bằng với karamade. Được chưa? Kakete nó như kiểu ám chỉ, trong tiếng Việt cũng nhiều câu nó kiểu đồng nghĩa. Từ đây đến đây hay là từ đây đến đây karamade đúng không? Còn kara ni kakete tức là trải dài từ đâu đến đâu chẳng hạn. Thì nó đi được cả về mặt thời gian và địa điểm, từ thời điểm này đến thời điểm kia, từ không gian này đến không gian kia nhá. Rồi Veta, Tokoro và Bakari, toàn cái dễ này mà cũng hỏi. Anh giải thích Tokoro đi. Veta Tokoro là một cái hành động vừa mới xảy ra xong, ví dụ bây giờ xung quanh thời điểm nói. Ví dụ Yabutta Bakari, Yabutta Tokoro desu, tức là tôi vừa mới xé xong á, hay là vừa mới nói xong ít tạ Tokoro desu, hay là vừa mới giải thích, cô Thanh vừa giải thích xong Sechimes tạ Tokoro desu. Còn nó tạ Bakari thì nó ám chỉ một cái thời gian nó theo cảm xúc của mình. Ví dụ mình mới cưới nhau được một năm rồi chẳng hạn, nhưng mà mình vẫn có thể nói Bakari, mình vừa mới cưới nhau được 1 năm, cũng là vừa mới đúng không? Đúng rồi. Kekkon tạ Bakari desu ne. 1 năm thì về cảm xúc, về cuộc đời thì mình thấy 1 năm nó nhanh đúng không? Thế nên là gì đấy? Đấy, nói cái vừa mới kiểu cảm xúc. Còn Tokoro thì như thầy nói đấy, là vừa mới, đúng vừa mới, khoảnh khắc gần đây sao nhá, trước thời điểm nói. Rồi nan cảm, nan đế là tại sao, được chưa? Nan đế là tại sao, nan cả là cái gì? Cái gì ạ? Nan cả có hẳn bài nan cả được không? Rồi, bài nan cả, nếu mà khi mà học lên đến N2 rồi có một bài riêng về nan cả luôn, rất là nhiều nhá. Rồi thôi sắp xong rồi, thôi bấm hết like với cả tin đây nào. Cả đang tê đây này. Đây. Đấy nhá, vào đây. Có một bạn Tuấn Nguyễn hỏi Hi Hăng và Hioka. Hi Hăng là phê phán, Hioka là đánh giá. Hai nghĩa khác nhau mà, hai nghĩa gần giống nhau. Hi Hăng thì thường là phê bình hơn nhá. Còn Hioka thì mình có thể đánh giá tốt, đánh giá xấu, nhưng mà Hi Hăng thường là mang nghĩa phê bình. Ok. Cái gì Gunai là gì? Chat tạ có bài chat tạ đâu. Mình kể cho mọi người nhé, cái giới thiệu mọi người nhé. Bọn mình làm, các bạn đều biết là mình có, thầy Dũng hay Dungmori có trung tâm ở Hà Nội rồi đúng không? Nhưng mà ngoài cái trung tâm này thì bọn mình có rất là nhiều sản phẩm khác, ví dụ như là chương trình học online này đây, hay là giàu đây, chat tạ trong thế này, hay là fanpage up bài tập hàng ngày này, hay còn một cái mà mọi người chắc là còn quên nhiều, đó là một cái kênh YouTube của thầy Dũng là Dungmori. Các bạn lên đấy vô cùng nhiều những cái bài mà mình đã từng làm từ 1-2 năm trước rồi, mà nhiều lúc mà em up những bài cũ lên mà các bạn không biết, các bạn cứ like mầm lạ. Nên là nếu mà mọi người có thời gian, mà cái kênh của thầy Dũng trên YouTube cũng khủng ấy chứ, gần 100.000 sắp được nút bạc cái nơi đấy. Nên là mọi người gì nhỉ, có thể subscribe kênh đấy và học hoàn toàn miễn phí trên đấy. Subscribe 96.723 người rồi, có tầm khoảng 3.277 người nữa đăng ký thì mình sẽ được nút bạc. Trên này thì là sẽ những các bài mà bọn mình thấy là nó có thể giúp ích cho các bạn đang tự học. Còn cái chương trình học online thì sẽ là gì nhỉ, cho các bạn mà muốn học bài bản theo một cái chương trình cụ thể, từ đầy đủ các kỹ năng nghe nói đọc viết, nghe đọc viết kanji, bài thi luyện thi nhá, phân biệt rất rõ ràng như thế. Hay thôi nghỉ đi, mệt quá. Có bài chém gió ngày xưa rồi nhỉ, 8 giờ rồi. Cô lấy nút vàng. Cô lấy nút vàng chứ. Nút vàng thôi gì. Ừ. Thế thì phải huy động. Huy động các anh chơi game, để huy động các em học sinh vào online. Ừ. Thôi rồi nhá. Thế thì hôm nay bọn mình bình thường chúng ta sẽ livestream từ 7 giờ đến 8 giờ, mặc dù còn rất là nhiều những câu hỏi của mọi người á. Nhưng mà nếu mà không biết thì các bạn có thể inbox về cho Facebook của thầy Dũng. Nếu mà bọn mình sẽ cố gắng để trả lời hết, chứ không thể nào mà giải hết được ở trên này một lúc, một loạt tất cả như này, đúng không? Mà giáo viên thì có phải là người cao siêu đâu, nhìn một phát là giải thích được hết nhá. Nếu mà muốn cặn kẽ thì cứ inbox, xong rồi bọn mình sẽ giải thích, là cố gắng. Hay. Hay. Rồi, bài học của chúng ta hôm nay mặc dù bị ngắt quãng, nhưng mà rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi bài học đến tận cuối cùng. Chúc mọi người một buổi tối đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc. Đến giờ chúng ta phải đi ăn cơm, tắm rửa, đi ngủ rồi. Hay. Ok. Rồi, xin chào mọi người nhé. Bye bye đi. Bye bye. Rồi. Hay. Nhớ vào trên kênh dungmori.com, dungmori trên YouTube này, đăng ký kênh đấy nhá. Ừ. Xong thì xem mấy cái chim sẻ đi nắng này, những cái bài stream hai ngày trước này, mấy hôm trước có này. N5 đây này. N5 là kiểu dungmori.com đây này. Xem đi xem lại vào chứ. Rồi. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nhá. Bye bye. Hay, nấu cho này. Xin xế ơi, còn gọi cái gì này? Like, like một cái gì đã. Mọi người bấm like thả tim cho cô Thanh, cô đi ngủ. Anh toàn lấy em ra câu like thôi. Tối nay mình sẽ ăn gì nhỉ? Đấy, tim nhỉ, để tim bay cả mầm chưa? Giời, sướng quá. Thấy chưa? Thấy bay không? Tim này một thành tiền hết tốt nhỉ? Mọi người thả tiền cho mình. Kiểu như là mỗi cái tờ tim chỉ là 500.000 đấy, xong rồi tiền nó bay như tim bay ấy. Bye bye. Bye bye. Đấy, lại vào ngay. Được chưa? Được rồi. Đáng hay. Đáng hay chị đứt dây đàn. Ngày xưa em có câu đang hay ngồi đứt dây đàn. Đang hay thì đứt dây đàn, anh đang ngồi thì nàng đến chơi. Đang ngồi gì? Ngồi ấy. Đúng, các bạn điền vào chỗ trống được đấy. Xin lỗi mọi người nhá, mình chả biết tại sao nữa, vì cái gì nhỉ, mạng à? Rõ ràng đã đặt nguyên cả một cục wifi mới toanh vào trong phòng này mà cuối cùng mạng nó vẫn bị linh tinh. Lên chưa? Lên chưa? Đức Anh ấy ấy. Bị gián đoạn một chút đúng không? Xin lỗi mọi người, rất là nhiều. Xin lỗi. Cuộc sống của chúng ta cứ phải phụ thuộc vào mấy anh Facebook với cả mấy anh mạng nhỉ? Mà nghe nói thông tin nếu mà sau này mấy hôm nữa ở Việt Nam mà không có Facebook với cả Google nữa thì không biết là chúng ta sẽ sống với nhau kiểu gì đấy. Có bạn chọn một. Đâu, đáp án mới. Quay trở lại đáp án vừa nãy nhá. Tại sao tôi lại tại sao bạn lại gọi điện cho tôi? Ok, tại sao bạn lại gọi điện cho tôi? Em tắt bỏ. Chuông. Được chưa nào? Đây mình đang dịch đến đây rồi đúng không? Thế nhưng mà hôm qua lại có cuộc điện thoại của đứa bạn hỏi là ơ, mày có đến gì nhở? Mày có ở rạp chiếu phim không đây? Tức là rõ ràng mình bị đau đầu kia, tự nhiên đến rạp chiếu phim làm gì? Đứa bạn của tôi đã hơi cáu một chút. Nhưng mà có lẽ số lê quá watashi no imoto desu. Nhưng mà người số lê đây này, số lê đó là đứa em họ của tôi. Đấy. Nhưng mà có lẽ đó là đứa em họ của tôi. Đó là tức là việc ở cái đứa mà nó xuất hiện ở rạp chiếu phim á, mà thằng bạn nó nhầm á, đúng không? Đó là em họ của tôi. Tôi và bạn tôi hai đứa cùng ngồi cười. Thế là em họ của mày à? Lẫn nhau thế, đúng nào? Thế xong rồi, đáp án số vẫn đáp án 3 nữa nào. Mọi người có chọn đáp án 3. Số 1 đây này. Khổ thân tôi quá, cứ vẫn đáp án 3 sao? Đây. Watashi no meiru o yomanakatta kara. Trong thư nó có nói thế đâu. Đúng rồi, thế là 1, chính xác. Hu hu kìa, Thanh Hoa hu hu kìa, hu hu cái gì? 1 triệu đồng. Lại bị lỗi. Đâu, lỗi đâu, vẫn sai đúng không? Máy này đúng không? Ừ. Ok. 277 người rồi. Rất nhanh. Không chưa nhở? Đọc tiếp bài tiếp theo nhá. Vừa nãy bài này coi như mọi người đã bị sai. Vừa nãy 650 cơ. Ừ. Bài này nó cũng hơi củ chuối một tí á. Ừ. Được chưa? Đúng chưa? Mọi người ở đây hiểu chưa nhỉ? Tức là gì đây? Bạn hẹn với mình là hai đứa đi dạp chiếu phim. Tóm gọn lại nhá. Thế nhưng mà vì mình bị ốm, mình bảo mình không đi được thì nó đang ở dạp chiếu phim. Thế là nó nhìn thấy đứa em họ, mà đứa em họ lại giống với mình. Thế là nó tức quá, nó bảo có khi con này nó lừa mình. Thế là nó gọi điện về tại sao mày có ở đấy. Thì là hóa ra là vì gì đây, nó tưởng là một đứa bị đau như mình mà lại ở dạp chiếu phim. Thế nên nó tức, nó gọi điện. Đấy, đấy là bài của chúng ta nhá. Được chưa nhỉ? Bây chúng ta sẽ bước sang bài số 3 nhá. Này. Bạn cộng đi của đen đỏ, đen thôi đỏ quên đi. Đen thôi đỏ quên đi là gì? Tức là bạn ấy hôm nay bạn ấy đánh cái đen á, đánh không trúng á. Nếu mà đã đỏ thì đánh có khả năng trúng vào đấy á. À thế à? Đi thi mà còn chơi trò đỏ đen á, không nên. Ừ. Cuộc sống của chúng ta không nên phó mặc cho trò đỏ đen. Rồi anh sang tiếp đi. Bài tiếp theo nhá. Ừ. Nóng quá. Theo dài phết này. 2, 4, 6, 8 dòng. Rồi, bạn nào N5 mà đọc được bài này thì bái phục luôn đấy. Rồi. Câu hỏi. Câu hỏi của chúng ta. Konokai, kai tức là cái hội, đúng chưa? Ừ. Konokai ni donna hito ga kitemasu ka? Ừ. Ừ. Những người như thế nào thì đến với cái hội này? 1. Eigo no sensei ni naritai hito. Những người mà muốn trở thành giáo viên tiếng Anh. 2. Eigo ga motto mo jouzu ni naritai hito. Những người mà muốn tiếng Anh mình giỏi hơn nữa. Đúng rồi. 3. Eigo ga jouzu ni nai hito. Người mà tiếng Anh không được giỏi. Ừ. Số 4 là gakkou de wa benkyou shitaku nai hito. Người không muốn học ở trường. Rồi. Các bạn nhớ nhá, đâu là người mà muốn gì nhỉ? Vào cái hội này thì chúng ta cùng nhìn nhá. Watashi wa suiyoubi ni eigo de hanasu kai ni ite imasu. Kono kai ni wa nihonjin to kaikokujin ga 10 nin gurai imasu ga sensei wa imasen. Kai no minasan wa eigo ga jouzu desu ga motto jouzu ni naritai to iimasu. だからみんなでいろいろなことを英語を使って話します。 Đến đây có đáp án được chưa anh? Có rồi đấy. Ừ. Đến đây có đáp án được rồi. Ai là những người mà muốn tham gia vào hội này? Ừ. Những người muốn tham gia vào hội này là người như thế nào nhỉ? Từ chỗ tối imas kìa. Konokai đấy, đâu nhỉ? Kai no minasan wa eigo ga jouzu desu ga motto jouzu ni naritai to iimasu. Nè. Đây là đúng không? Ừ. Motto jouzu ni naritai to iimasu. Ừ. Mọi người thấy em giỏi đấy nhưng mà nói là gì, em muốn giỏi hơn nữa cơ. Đúng rồi, muốn giỏi hơn nữa. Thế thì đáp án sẽ là rất là. Bởi vậy nên là mọi người sử dụng tiếng Anh và nói chuyện. Chúng ta đang số 2. Rồi, tất cả đáp án chọn số 2 luôn kìa. Cả thanh niên đang học N2, N3 cũng chọn số 2 hết kìa. Úi giời, Phương Nhàn. Nhàn làm bài N4 ra siêu đấy. N5. Rồi. Đấy, như vậy đáp án của chúng ta số 2 nhé. Mọi người nhìn thấy không? Bài đọc thường là chúng ta chỉ cần soi đúng vào cái điểm. Ví dụ bài này chỉ cần soi đúng vào chỗ thầy giáo vạch chân là tìm ra được đáp án, mà không cần phải đọc cả bài, đúng nào? Đấy, rồi. Tiếp theo. Câu hỏi số 2. Watashi wa doushite eigo de hanasu kai ni ittemasu ka? Tại sao tôi vẫn theo cái lớp hội thoại tiếng Anh này? Tại sao tôi vẫn muốn tôi vẫn đi đến cái lớp hội thoại tiếng Anh này? 1 là kai no mina ga shinsetsu de tanoshii kara desu. Số 2 này, kai ni wa okane o harawanai kara desu. 3 kai no mina ga eigo o oshieru kara desu. Và 4 kai de wa ichiban eigo ga heta dakara desu. Rồi. Heta dakara desu. Lý do vì sao mà tôi vẫn phải đến cái lớp này nhỉ, đến cái hội này nhỉ? Tiếp theo. 今までニュースや旅行の話、お金の話などをしました、絵本を読んだり歌を歌ったりしましたことがあります、私は英語があまり上手ではありませんが、皆さんがとっても優しいので、優しいといいですね、優しいので学校で勉強するよりこの会で英語を話す方が楽しいです。Thời ngày chân rất là ít cái đoạn mà chúng ta cần phải lưu ý đúng không? Thế thì cái này nghĩa gì đây? Đáp án nghĩa gì đây nhỉ? Đáp án 5 thắng Arsenal, đáp án 5. An đáp án 2 này. Minasan ga totemo yasashii node gakkou de benkyou suru yori kono kai de eigo o hanasu hou ga tanoshii desu. Câu cuối của chúng ta đúng không? Tanoshii, tanoshii. Ok. Yori yori gakkou benkyou suru yori tanoshii. Mà minasan ga totemo yasashii desu ne. Thế thì đáp án mấy đấy? Giời ơi, nào. Sao lại vừa nãy còn nhiều mà chạy đâu hết cả rồi. Nào. Chứng tỏ đây là những N5 chân chính này. Đấy. Rồi, đáp án 3, Hương Lê, Thăng Nguyễn, đáp án 3 này. Đó, ở đây 111 nhiều hả? Hiệp 4 này. Ơ, thế do máy của em bị chậm. Một tiểu biết Linh vẫn 1 hết đây này. Rồi, anh quá chậm, máy của anh bắt chậm quá. Em toàn đáp án 3, 4 thôi. Đây bên trên rồi, Hương Lê 3 này. Đáp chúng ta đáp số mấy? Trời ơi. Câu này đáp án số mấy đây? Tình gì đây? Cái nó mình là bạn xin rất là thằng Oscar. Đáp án số 1 còn gì nữa? Trời ơi là giời. Khổ thân thiện đúng không? Quá thôi. Thế vào đây có một từ gì? Yasashi. Yasashi. Yasashi là hiền. Là tốt bụng, mà xin xét xử cũng là tốt bụng nhá. Yasashi nói chung là mọi người hiền với tốt bụng với nhau đấy. Đúng không? Mọi người dễ tính. Nên là tôi thấy là học ở đây còn vui hơn học ở trường. Mà trong cả bài này chả có câu nào liên quan đến 2, 3, 4 cả. Chả với bộ căn này. Chả thấy nhắc đến tiền này, cũng chả thấy bảo mọi người dạy tiếng Nhật. Hay là chả thấy bảo tiếng Anh, chả thấy bảo là tôi là dốt nhất gì cả. Chả có nói gì, thế mà toàn tự suy ra thôi. Thế mới khổ như vậy. Đấy. Tôi kém à? Còn nói tôi kém không? Sao anh cứ bấm chạy lên ta học tung này? Watashi wa eigo ga amari jouzu dewa arimasen ga. Tức là tôi không phải kém nhất hay là cái gì đấy. Tiếng Anh tôi không giỏi đâu. Hết, ok, chuyển câu đi. Rồi, đấy. Thôi đúng rồi thì tự thưởng cho mình một cái vỗ tay nè. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ bước sang bài tiếp theo. Hôm nay làm mấy bài đây? Làm nốt bài này. Hôm nay chúng ta sẽ còn nốt bài này thôi nhá. Hay, bài này là một bài hơi khó một chút bởi vì nó sẽ có một vài từ mà mình nhận định là nó không nằm trong N. Dạ, cái bài này cũng khó. 5. Mình nhìn bức ảnh xem. Còn cái Hán ví dụ cái chữ này là cái gì? Wadibiki đó là cái gì? Nozoku đó là cái gì? Cái từ này là trong không nằm trong chương trình N5 đúng không? Nên coi đây một bài nâng cao nhé. Nâng cao N5. Wadibiki tức là phần trăm rồi chứ ạ. Ví dụ nó có số 3 đây, à đây là 10%. Sang Wadibiki tức là 30%. Đấy chứ nhỉ? Đúng nhỉ? Đúng không? Sang Wadibiki. Sang Wadibiki sake tabako nozoku. Giảm 30%. Giảm 30% đúng không? Tên này á? Tên này là JP tất cả. Còn chữ nozoku kia là trừ. Ngoại trừ. Ngoại trừ, ngoại trừ sake và tabako. Sake là gì? Sake là rượu. Rượu. Rượu gì nữa? Và thuốc lá. Con nhớ nhá. Sake thì nó là rượu nói chung, nó là rượu bia, nó tính cả bia ở trong này, được chưa nhỉ? Sake là cả rượu bên kia. Còn nếu mà rượu ở Nhật thì người ta sẽ nói là Nihon shiu. Nihon shiu. Nihon shiu, rượu Nhật. Nihon shiu. Đấy, Nihon shiu. Được chưa? Wadibiki. Wadibiki sao lại là miễn phí? Sao biết sự mà miễn phí? Wadibiki chỉ là giảm giá nhá. Giảm giá, ok. Giảm giá. Indeska. Giảm giá 30% trừ thuốc lá và rượu. Còn đồ điều thì kỳ cao quá. Tức là từ ngày này đến ngày này đúng không? Cái gì đây? Kakamite nomi, chioku han này phải không? Nomi này nó nomi là bằng cái dake, dake là chỉ nhá. Thôi cái bài này thì lại qua tới thích bao luôn đi. Kono coupon ke no tsukatte, à vừa nãy là một cái gì nhỉ? Cái coupon là một cái gì nhỉ? Cái phiếu giảm giá nhá. Otsukatte 1000円 no osake to 800円 no juice wo kaimasu. Zenbu de ikura desu ka? Ôi giời ơi, bài này thì hơi bị đau đầu ấy vì phải tính toán. Cho thầy Dũng dạy. Phải tính đi. Nào thầy Dũng dạy đi. Trừ Tabaco và Osake kia đúng không? Ừ. Thì đây thằng này nó mua Osake rồi thì nào? Ừ. Osake 1 cent, tức là Osake vẫn là 1 cent. Thì Osake đấy tất cả 700 nghìn là nó giảm 30% là phải. Ừ. Thế đáp án số 2. Ô, nhanh đi. Đấy nhỉ? Rồi. Đấy, rút sự thì sẽ được giảm 30% đúng không? Ừ. Là mua 800 thì được còn là 560 yên. Rồi. Tổng sẽ là 1560 yên. 1560 yên đúng không? À. Chẳng qua là chúng ta có đọc được cái bài này không này? Không đọc được cái này thì bỏ tay. Được chưa? Ừ. Cái này cũng có thể là lên N4 đấy. Còn N3 thì nó hơi quá khó. N5. N5 thì hơi quá khó. Hay. Rồi. Thế thôi nhỉ. Sao trong chương trình này mà lại Hoài Sơn lại gửi Lan Anh Lê là anh yêu em này rồi. À, Lan Lê là anh yêu em này. Xong chưa? Ừ. Rồi à, hôm nay N5 thì bọn mình chỉ dạy 4 bài như này thôi. Bây giờ vẫn còn một chút thời gian ấy, so với dự kiến. Thế nên là các bạn mà có muốn có câu hỏi gì mà có thể muốn giao lưu ngay thì chúng ta hãy cùng comment vào đây. Rồi mình và thầy Dũng sẽ ngồi xem và giải đáp cho mọi người nhé. À, trong chương trình N5. Còn những bạn làm N4, N3 các kiểu thì đợi đến ngày mai hoặc là đúng những ngày hôm đấy nhá. À, hôm nay chúng ta chỉ làm 4 bài như vậy thôi. Rồi xin mời các bạn hãy cho comment những câu hỏi hoặc là gì đấy. Ừ. Không ai hỏi gì thì chúng ta cùng tắt đèn đi ngủ. Sensei hôn nhau đi kìa. Hôn nhau đi. Em hôn anh đi. Thôi đi, điên à. Mọi người yêu cầu thì mình đáp ứng yêu cầu của mọi người một tí, có sao đâu. Vừa nãy tự nhiên nó bị ngắt mạng, chán thế. Ừ. Thế là xong rồi số lượng người xem đã giảm. Không ai muốn hỏi gì nữa à? Không ai muốn hỏi gì thôi nhá. Hay dạy thử mọi người một ngữ pháp gì đi. Không. Anh có ngữ pháp gì hay không? À, phân biệt lý đế có clip trên mạng chưa? Rồi mọi người rất là lười tìm ở trên Dungmori ấy. Bọn mình dạy bao nhiêu cái rồi nhưng mà chả ai bao giờ chịu tìm kiếm á. Bố siêu tổ Yato tức là thuê người. Bố siêu tức là tuyển dụng. Ừ. Ừ. Tuyển người yêu chẳng hạn. Kanozo bố siêu shimasu. Nó tuyển người yêu đây. Ừ. Còn thuê người thuê à? Thuê người yêu à? À đó, không phải Yato là thuê nhân viên. Thuê nhân viên cũng là tuyển nhân viên đấy chưa? Nói chung là nó giống nhau đấy. Còn ví dụ như mà đang nói là đang tuyển người yêu là gì nhỉ? Koi bito no boshiuchiu, đang tuyển người yêu nè. Ừ. Phân biệt lý đế rồi. Sensei chỉ giúp mình cách nhận tài liệu mới. Có bạn nào chỉ hộ bạn thì hộ cô ơi. Bạn vào web dungmori.com nhé, xong rồi tìm vào phần N5 sẽ thấy. Rồi cho em hôn nhau là cái sự cách học kanji đi Sensei ơi. Cách học kanji á. Cách học kanji của mình là viết nhiều và đọc nhiều. Mọi người thực ra mình thấy ngày xưa lúc mà mình mới học N5 nên mình cũng giống các bạn là hay đi tìm senpai xong rồi hỏi hiếc là thầy ơi cô ơi hay senpai ơi học kanji như nào, học đọc hiểu ra làm sao, học từ vựng như nào, học nghe làm sao, học các kiểu như nào. Cuối cùng thì bởi vì mình học thì cũng giống mọi người bây giờ, kiểu cũng học bao nhiêu quên bấy nhiêu á. Nhưng mà đúng là gì nhỉ? Chỉ có trăm thôi mọi người ạ. Quên thì xong rồi lại ngồi mày mò kanji viết nhiều mà vẫn quên thì lại ngồi viết lại thôi. Ừ. Rồi từ vựng học nhiều mà vẫn quên thì lại ngồi học lại thôi. Thực ra trong những cái bài giảng trên dungmori.com á, kanji của thầy Tuyền hay là của mình hay là của cô Thanh này thì đều giảng kanji rất là cụ thể. Ừ. Tức là cách hình thành của chữ Hán nó như thế nào. Đúng rồi. Okay. Thì có cái cách mà để học cho nó gì nhỉ, thú vị hơn thôi, chứ còn cái quan trọng nhất vẫn là cái chăm chỉ. Ừ. Rồi. Nói giúp em mo ides to ikemasen to imas cái gì đấy. nói hộ em cái mối des, ikemasen và imas. Mối des nếu mà trong N5 ấy thì sẽ là tabetemo ides, đúng nhỉ? Swatemo ides. Ngồi đây cũng được, chứ là ngồi đây cũng được. Tức là cho phép làm gì, được phép làm gì. Đấy, tabako anosutemo ides. Thế còn gì nhỉ? Ikemasen là không được nhá, không được. Và chúng ta sẽ thấy nó trong cái mẫu câu nhỉ? Vetewa ikemasen, thêm chữ tewa trước thì sẽ là tuyệt đối không được làm cái gì đó. Tabetewa ikemasen hay là gì đây? Suwatewa ikemasen, không được ngồi, hay là kissushitewa ikemasen, không được hôn. Đấy. Tiếp theo thì còn một cái từ imas. Imas là imas đây là động từ thể hiện sự tồn tại của một người hoặc là một con vật nào đấy. Đâu, imas này là chữ không có hai chữ y rồi. Đấy. Thì imas đấy, ví dụ như là hito ga imas, có người, inu ga imas, có con chó, khác với arimas ở cái là arimas chỉ nói có đồ vật thôi, được chưa? Đấy, mình sẽ tiếp nhá. Chữa đề N3 đi thầy cô, thứ 5 nhá. Rồi, thầy Dũng có dạy chim sẻ đi nắng không vậy? Hôm trước thầy Dũng vừa làm một cái clip dạy bạn chim sẻ đi nắng. Có nhiều bạn thì bảo clip này chả có gì đặc biệt cả. Nhưng mà thực sự với mọi người nhá, giới chơi game mà xem clip đấy của thầy Dũng thì phê luôn. Vì mọi người hiểu không? Các bạn ấy là những bạn mà chưa học một tí nào á nhá, nên là các bạn sẽ rất là thích những cách học như thế. Thế nên là hãy chia sẻ thật nhiều cho các bạn mà đang học, mà đang chơi game mà chưa có định hướng gì cho cuộc sống. Rồi bảo các bạn đi học tiếng Nhật chăm chỉ cho nhá. Đi đấy, ok. Mặc kệ họ nói sao đây. Hotoite. Hotoite. Chúng ta có từ hotoku, hotoku. Các bạn nói là bỏ kệ, bỏ qua đi, hotoite, thôi bỏ qua kệ nó đi nhá, hotoite. Tiếp này, khi nào N3 livestream N3? N3 thứ 5. Khổ quá. Sensei cách dùng yoni này. Hay cách dùng yoni. Yoni có mấy cách dùng nhỉ? Yoni có nhiều cách dùng, nó có yoni đâu nhỉ? Ví dụ yoni trở thành này, yoni trích dẫn câu nói gián tiếp này, yoni cầu chúc này, yoni ôi rồi 1 tỷ cái yoni thì hàm ên ý có trong clip rồi mà. Rồi, cách dùng của thameni á. Thameni có 2 cách dùng, một mang ý nghĩa là để và 2 ý nghĩa là bởi vì. Để thì là để hướng tới một mục tiêu nào đó, ví dụ Nihon ni iku tameni ima nihongo benkyou shite imasu. Tôi đang học tiếng Nhật để với mục tiêu là đi Nhật. Được chưa nhỉ? Hay là thêm một cái nữa nghĩa là bởi vì này. Okane ga nai kara mainichi ishokenmei hataraite imasu. Vì không có tiền nên mỗi ngày tôi đang rất là chăm chỉ học làm việc. Đấy, có 2 nghĩa của tameni nhá. Một nghĩa là vì một mục tiêu ở đó và nghĩa thứ hai là bởi vì, được chưa? Hà Thúy bảo là sensei giúp em phân biệt tố tara e3. Cái này là kiến thức của N5. Nhầm N3. Và mình đã có một bài phân biệt rất là hay, đầy đủ, hay, và cũng bài này cũng khá là hot, 99.000 lượt xem ở trên YouTube. Xin mời các bạn, mời Hà Thu có thể lên trên YouTube search cho mình nhá. Bởi vì cái bài này nó khá là chi tiết rồi nhá, nên là với nó dài nữa mình không thể nói ở đây qua được, phải có rất là nhiều ví dụ nữa nhá. Ôi dồi, mệt quá. Shimai master là dạng lịch sự, còn shimata là dạng thể thương, chẳng có gì. Tabete shimai master, tabete shimata. VT shimai ma. Em ơi, không khỏi phân biệt đâu. Shimai masu là thể lịch sự, còn bây giờ nói ngắn gọn hơn là shimata nhá. Hay mọi người chia sẻ cách học bài đọc hiểu nào. Nguyễn Thái này, cách học của tôi là đọc câu hỏi rồi mới đọc bài, còn cách nào đọc hiệu quả nữa không? Xin mời. Phải cho bạn đến đây nói chuyện nữa. Cái này phải cho bạn nói chuyện đúng nhỉ. Cô Thanh có bầu, thầy Dũng có hay đi ăn phở không? Có, ở ngoài cổng có quán phở hay đi ăn lắm. Còn ăn mỗi phở đấy thôi, ăn phở khác thì có mà. 24 trên 24 giờ mình ngay bên cạnh này. Ừ. Đấy, phân biệt cho em. Sensei cái gì? Sensei phân biệt cho em đâu, phân biệt cái gì? Nào mang hết ở đây. Ừ. Sensei ơi, phân biệt tameni và yoni. Ừ, yoni là đứng trước nó thường sẽ là động từ dạng khả năng để ám chỉ cái khả năng mình có thể làm được, cố gắng làm điều gì đó, được chưa? Còn tameni là để làm được cái gì đó. Đấy nhá, nói lại một đấy, giống như thầy Dũng nói luôn rồi này. Phân biệt về cái gì nhỉ, đơn giản nhất đó là đứng trước yoni bao giờ cũng là động từ thể khả năng. Ừ. Nếu mà hai dekiru yoni, đúng rồi. Kaeru yoni hay là cái gì nhỉ? Hanaseru yoni. Hay. Nihongo hanaseru yoni ganbatte imasu. Tôi đang cố gắng để có thể nói được tiếng Nhật, tức là để thay đổi từ một cái trạng thái không thể thành một trạng thái có thể. Còn vừa nãy nói từ để với từ tame là Nihon ni ikuyo à ikutame ni Nihongo benkyou shite masu. Tôi đang học tiếng Nhật để đi Nhật. Đặt ra một mục tiêu chứ không phải là thay đổi cái trạng thái, cái năng lực của bản thân. Ok? Quá là dễ hiểu luôn đúng không? Rồi, ngữ pháp N5, N4, N3 rồi hết ở đây. Cô Thành giải chém cho thì nhanh lắm. Kara ni kakete với karamade. Kara ni kakete và karamade giống nhau. Kara ni kakete trong N2 bằng với karamade. Được chưa? Kakete nó như kiểu là ám chỉ trong tiếng Việt cũng nhiều câu nó kiểu đồng nghĩa. Từ đây đến đây hay là từ đây đến đây karamade đúng không? Còn kara ni kakete tức là trải dài từ đâu đến đâu chẳng hạn. Thì nó đi được cả về mặt thời gian và địa điểm, từ thời điểm này đến thời điểm kia, từ không gian này đến không gian kia nhá. Rồi. Veta Tokoro và Bakari, toàn cái dễ này mà ông hỏi. Anh giải thích Tokoro đi. Veta Tokoro là một cái hành động vừa mới xảy ra xong. Ví dụ bây giờ xung quanh thời điểm nói. Ví dụ Yabutta Bakari, Yabutta Tokoro desu. Tức là tôi vừa mới xé xong á. Hay là vừa mới nói xong ít tận Tokoro desu. Hay là vừa mới giải thích, cô Thanh vừa giải thích xong Sechimes tận Tokoro desu. Còn nó tạo mặt kari thì nó ám chỉ một cái thời gian nó theo cảm xúc của mình. Ví dụ mình mới cưới nhau được một năm rồi chẳng hạn, nhưng mà mình vẫn có thể nói bạc kari. Mình vừa mới cưới nhau được một năm, cũng là vừa mới đúng không? Đúng rồi. Cái con tạo bạc kari desu này. Một năm thì về cảm xúc, về cuộc đời thì mình thấy một năm nó nhanh đúng không? Thế nên là gì đấy? Đấy, nói cái vừa mới kiểu cảm xúc. Còn Tokoro thì như thầy nói đấy, là vừa mới, đúng vừa mới, khoảnh khắc gần đây sao nhá, trước thời điểm nói. Rồi. Nan cà và nan đế là tại sao, được chưa? Nan đế là tại sao, nan cà là cái gì? Cái gì ạ? Nan cà có hẳn một bài nan cà đấy không? Rồi, bài nan cà nếu mà khi mà học lên đến N2 rồi có một bài riêng về nan cà luôn, rất là nhiều. Tức là nhá. Rồi thôi sắp xong rồi, thôi bấm hết like với cả tin đi nào. Cả đang tê đây này. Đây. Đấy nhá, vào đây. Có một bạn Tuấn Nguyên hỏi Hi Hăng và Hyoka. Hi Hăng là phê phán. Hyoka là đánh giá. Hyoka đánh giá. Hai nghĩa khác nhau mà, hai nghĩa gần giống nhau. Hi Hăng thì thường phê bình hơn nhá. Còn Hyoka thì mình có thể đánh giá tốt, đánh giá xấu, nhưng mà Hi Hăng thường là mang nghĩa phê bình. Ok. Cái gì Gunai là gì? Chát tạ có bài chát tạ rồi. Mình kể cho mọi người nhé, cái giới thiệu mọi người nhé. Bọn mình làm, các bạn đều biết là mình có, thầy Dũng hay Dungmori có trung tâm ở Hà Nội rồi đúng không? Nhưng mà ngoài cái trung tâm này thì bọn mình có rất là nhiều sản phẩm khác, ví dụ như là chương trình học online này đây. Hay là chào giàu đây, chát tạ trong tiết này, hay là fanpage up bài tập hàng ngày này, hay còn một cái mà mọi người chắc là còn quên nhiều, đó là một cái kênh YouTube của thầy Dũng là Dungmori. Các bạn lên đấy vô cùng nhiều những cái bài mà mình đã từng làm từ 1-2 năm trước rồi, mà nhiều lúc mà em up những bài cũ lên mà các bạn không biết, các bạn cứ like bầm thế bị lại. Nên là nếu mà mọi người có thời gian, mà cái kênh của thầy Dũng trên YouTube cũng khủng ấy chứ, gần 100.000 sắp được nút bạc cái nơi đấy. Nên là mọi người gì nhỉ, có thể subscribe kênh đấy và học hoàn toàn miễn phí trên đấy. Subscribe đi, 96.723 người rồi, có tầm khoảng 3.277 người nữa. Đăng ký thì mình sẽ được nút bạc. Trên này thì là sẽ những các bài mà bọn mình thấy là nó có thể giúp ích cho các bạn đang tự học. Còn cái chương trình học online thì sẽ là gì nhỉ, cho các bạn mà muốn học bài bản theo một cái chương trình cụ thể từ đầy đủ các kỹ năng nghe nói đọc viết, nghe đọc viết kanji, bài thi, luyện thi nhá. Phân biệt rất rõ ràng như thế. Hay. Rồi. Thôi nghỉ đi, mệt quá. Có bài chống gió ngày xưa rồi nhá. 8 giờ rồi. Cô lấy nút vàng. Cô lấy nút vàng chứ. Nút vàng thôi gì. Thế thì phải huy động các anh chơi game, để huy động các em học sinh vào online. Thôi rồi nhá. Thế thì hôm nay bọn mình bình thường chúng ta sẽ livestream từ 7 giờ đến 8 giờ, mặc dù còn rất là nhiều những câu hỏi của mọi người á. Nhưng mà nếu mà không biết thì các bạn có thể inbox về cho Facebook của thầy Dũng. Nếu mà bọn mình sẽ cố gắng để trả lời hết, chứ không thể nào mà giải hết được ở trên này một lúc, một loạt tất cả như này, đúng không? Mà giáo viên thì có phải là người cao siêu đâu, nhìn một phát là giải thích được hết nhá. Nếu mà muốn cặn kẽ thì cứ inbox, xong rồi bọn mình sẽ giải thích, cố gắng. Hay. Rồi, bài học của chúng ta hôm nay mặc dù bị ngắt quãng, nhưng mà rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi bài học đến tận cuối cùng. Chúc mọi người một buổi tối đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc. Đến giờ chúng ta phải đi ăn cơm, tắm rửa, đi ngủ thôi. Đấy. Ok. Rồi, xin chào mọi người nhé. Bye bye đi. Bye bye. Rồi. Đấy. Nhớ vào trên kênh dungmori.com, dungmori trên YouTube này, đăng ký kênh đấy nhá. Xong thì xem mấy cái chim sẻ đi nắng này, những cái bài stream này ngày trước này, mấy hôm trước có này. N5 đây này, N5 là kiểu cũng đi cùng con đây này, xem đi xem lại vào chứ. Rồi, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nhá. Bye bye. Hay, tự nhiên nóng trơn thế. Sensei ơi, còn gọi cái gì này? Like một cái gì đã. Mọi người bấm like thả tim cho cô Thanh, cô đi ngủ. Anh toàn lấy em ra câu like thôi. Tối nay mình sẽ ăn gì nhỉ? Đấy, tim nhỉ? Để tim bay ở mầm chưa? Giời, siêu quá. Thấy chưa? Thấy bay không? Tim này mà thành tiền hết tốt nhỉ? Mọi người thả tiền cho mình. Kiểu như là mỗi cái tờ tim chỉ giá 500.000 đấy. Xong rồi tiền nó bay như tim bay ấy. Bye bye. Bye bye.